nào mà chơi nước gì ướt hết trơn nhà cửa vậy mày? Trời ơi, hoàng cung lộng lẫy. Thước tha kiều diễm, đẹp đẽ vô cùng. Vì ta đã là hoàng hậu, còn mẹ của ta là hoàng thái hậu. Nhưng ta đã kêu mẹ ta qua, mà tại sao mẹ ta ở đâu không qua? Mẹ ơi, mẹ ta đâu rồi? Mẹ ơi, tao già rồi, đồ giả không hả? Mày làm cái vớt cái trên cái dưới hả? Vớt cái nào đâu? Nè, cái kẹp với cái chạy này thấy không? Trời ơi, okay. Mẹ hư quá à. Chứ mẹ một cái lâu muốn chết à. Tao chưa có thấy, tao đẻ cái đứa con nào mà lạ lùng như mày. Tướng đã không đẹp rồi, mà cái giọng còn the thé thấy ghê. Bữa nay sắp sửa làm hoàng hậu rồi, tao chuẩn bị tao làm hoàng thái hậu rồi. Mày thấy mẹ mặc đồ thấy thương không? Mẹ có mặc áo trong này không? 4 cái nấm linh chi ở trong này đó. Mẹ nói con nghe. Dạ. Chuẩn bị vô cung rồi. Dạ. Không phải là ở ngoài ruộng nữa. Dạ. Nên, cười thiệt phải không? Không có chơi cái kiểu này nha. Mẹ nói nghe. Dạ. Phải thùy mỹ nết na đàng hoàng. Con nết na mà. Mày nết nào? Có. Mày nết đâu nào? Mẹ có cho con nết mà. Tao cho mày mà mày không có lấy. Được cái cười là giỏi thôi hả? Mẹ ơi. Cái gì? Bữa nay con nói cho mẹ biết nè. Bây giờ con vô cung con buồn lắm á mẹ. Chứ mẹ vô cung có vui gì đâu con. Mẹ làm gì mẹ vô cung? Ủa dạ. Quên tao vô. Ờ đúng con. Làm như mẹ lấy hoàng tử vậy. Mày điên quá. Mẹ, hoàng tử mẹ đừng có đua đòi với con nha. Xin lỗi mày. Tao mà muốn đua đòi cỡ hoàng tử hốt tao chứ không cần mày đâu. Trời ơi. Tao nói thiệt mẹ nghe, cái tướng tao như vậy mà tao đẻ ra mày, tao không hiểu là tao đẻ cái chỗ nào nữa. Trời ơi. Mẹ vô duyên quá. Xẻ 8-9 cái nách mới ra mày đó. Mẹ. Mày cứ chửi tao vô duyên hoài. Tao vô duyên mày kêu tao tới đây làm gì? Chứ con... Tao mày có duyên, mày mới kêu tao tới đây. Mẹ đừng có nói nữa. Mẹ đẻ ra rồi mẹ nói vậy hả? Hay tao nói thiệt, nhiều khi sinh con, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, nó không có giống tôi chút nào. Tôi hiền thục chừng nào thì nó ác đức chừng nấy. Bà hiền quá ha. Bà hiền mà bà nhai đậu người ta, bà hiền. Nếu mà tao nhai đầu được người ta, tao đâu có ốm vậy. Tao ăn được là tao mập rồi. Tao nhai cá khô không hà. Cho nên tao mới nhiêu đây nè. Mẹ nói con nghe. Dạ. Chuẩn bị vô cung rồi. Con lỡ rồi, con mình xin lỗi nhẹ mẹ nhàng. Hiểu không con? Dạ. Thùy mị à, bởi vì con gái mà. Cái thùy mị nó trên hết nghe con. Đè cái gì vậy mẹ? Không phải, mẹ nói con nghe. Con cứ yên tâm. Dạ. Bởi vì mày khi mẹ đưa con vô cung đó, mẹ cũng đã nghĩ một điều rồi. Điều gì mẹ? Không có ai có thể qua nhan sắc con của mẹ. Mẹ tự tin điều đó. Trời ơi. Con không đẹp nhưng con độc. Con độc? Con độc. Độc chỗ nào mẹ nói con nghe. Cao không cao, lùn không lùn, lưng lửng ốc trâu. Nhưng mẹ nói cho con nghe một điều. Mẹ tự tin nơi con. Mẹ chắc chắn. Mẹ chắc chắn một điều rằng con sẽ là đối thủ rất nặng ký. Bỏ lên bàn cân mà cân, con kia nó không nhõng lên giày mẹ con còn đó. Thành thử ra con yên tâm, đừng có lo gì hết. Mẹ ơi. Vậy
Con gặp hoàng tử con buồn quá. Sao buồn? Tới bây giờ gặp con cái là tắm em à. Cái gì nó tắm mày là mày mừng chứ sao mày buồn? Nó tắm con được đâu. Chứ sao mày mới nói nó tắm em? Nó kêu con tắm. Lại kêu con tắm. Đó. Vậy là con tắm có giá hơn con cá. Hèn gì người ta mở tiệm quá trời. Mở tiệm gì? Toàn đề chữ tắm không. Không thấy đề chữ cá. Chỉ có vô chuồng heo mới thấy mày thôi. Mẹ. Nhưng không sao. Mẹ con mình phải lên kế hoạch làm thế nào để đưa cám vô cung. Con mẹ, yên tâm. Con nói mẹ nghe. Mẹ thì nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn mẹ có thừa. Mẹ. Cái gì? Con nói mẹ nghe. Có một bữa con giặt áo chồng con. Rồi sao? Con vừa giặt áo chồng con, kìa con chim. Con chim. Con ghét con chim. Mày tào lao. Con phải yêu con chim. Khi con yêu chim rồi thì hoàng tử mới yêu chim. Chứ mày ghét chim rồi hoàng tử sao yêu chim? Còn lúc nào con phải tâm niệm một điều rằng em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui. Mẹ kỳ quá. Con chim kìa. Nó thấy con. Nó thấy con vừa giặt áo của nó chửi con à. Nó chửi sao? Nói mẹ nghe coi. Lên đây. Giặt áo chồng tao thì phải giặt cho sạch. Nếu giặt không sạch thì ra áo gì? Hả? Nói gì vậy? Mẹ. Mày quên rồi hả? Quên. Bởi vậy tao không biết tao lớn tuổi à mày lớn tuổi. Giặt áo chồng tao á thì giặt cho sạch. Dạ. Giặt mà không sạch tao giặt mặt ra. À. Giặt áo chồng tao á thì phơi bằng xào. Phơi sao? Rồi sao nữa? Nếu phơi hàng rào cách áo chồng tao. Con thuộc rồi đó. Vậy mà mày kêu nó chửi mày đó hả? Nó chửi chứ còn. Mày tào lao mày ơi. Chứ sao? Cái đó tao đọc thơ mà kêu chửi mày. À cái đó đọc thơ hả mẹ? À, khi nó dùng thơ thì mình sẽ dùng thơ với nó. Mẹ chỉ cho con. Mẹ chỉ cho con. Mình là người đàng hoàng. Mình nói... không có chửi lợi nó. Dạ. Mình chửi lợi nó là mình ngang hàng với nó. Dạ đúng rồi mẹ. Mình phải nói nhẹ nhàng. Nói sao mẹ? Làm thơ mẹ. Giặt áo chồng tao thì giặt cho đàng hoàng. À. Chứ giặt làng sàng tao quýnh chết mẹ nghe con. Hiểu không? Con chịu cái câu sao đó. Con mà nó làng sàng cũng có chết mẹ nó luôn. Bởi vì con cứ sợ nó. Xin lỗi con hả? Cỡ mẹ con đà điểu mà mẹ quất trong vòng một phút. Chứ đừng nói gì con chim mày lớn này. Nha. Cỡ con chim chừng này coi như mẹ... Đối với mẹ là như voi ăn lá tre thôi. Ủa mẹ ăn con đà điểu mà có 1 phút hả? 1 phút một. Mẹ nhai xương luôn hả? Nhai xương hết. Ý, mẹ. Mẹ ăn cái hàng chi mẹ ốm phải à? Ủa thì ta ăn xương ta mập xương thôi. Phải. Hàng chi mẹ cổ áo con thấy xương nó lại trong mẹ kìa. Ủa vậy chính vì vậy 4 năm kìa. Tại đây nói 4 năm cái nấm linh chi ở trong mẹ này. Chọc tao hoài. Bao nhiêu tao nuôi mẹ hết trơn rồi. Mẹ ơi. Cái gì? Bữa nay hoàng cung có mở tiệc, có ca múa linh đình. Chết rồi. Mẹ con mình phải đi. Có tiệc hả con? Có tiệc. Vậy là có hội cái gì? Có hội. Trời mẹ... ơi, làm sao? Đẹp để rồi. Để mẹ vô mẹ kiếm cái bộ nào đẹp hơn. Đẹp bộ này rồi, xấu đẹp. Quá con ơi. Đẹp rồi. Bộ này chưa vừa ý mẹ. Đẹp rồi. Chắc đẹp không? Mình đi tới đó mình cởi cái áo ngoài ra. Mình để cái hộp sen trên giữa thôi. Nha. Cái này cái bông sen má ơi. Mày nhìn sao ra cái hộp sen. Thì chính giữa vậy là con kêu là cái hộp sen à. Nó đưa cái ngực của mẹ lên nè. Cái bông sen. Bông sen. Đi. Cái này là uống vô rất là bổ. Cái gì? Mẹ tính đó. Cái gì mẹ? Cái gì mẹ có tính toán của mẹ hết. Mẹ tính gì? Sen cộng với nấm linh chi rất là bổ. Thôi có lễ hội rồi. Chuẩn bị đi vô cung đi con. Mẹ tính quá. Hoàng tử ơi,
Phải dám. Xin mời dám hoàng tử. Xin mời. Du Viên này tao đang kêu hoàng tử. Xin mời. Tao nói Du Viên. Mời hoàng tử. Dám. Thằng nào mà. Hoàng tử. Hoàng tử dẫn đường cho ta mà ngươi đi đâu vậy? Hoàng tử kỳ quá ha. Thần đi trước, thần dẫn đường cho hoàng tử. Hoàng tử không chịu đi theo. Hoàng tử chuyên gia đi lòn không hả? Hoàng tử. Ghế ngồi của ta đâu? Ngai vàng của ta đâu? Xuống đây nè. Mình là vua, mình đừng có ngồi cao quá, mình phải bằng với dân. Hoàng tử dạy dân mới thương mình, hoàng tử hiểu không? Sao người hôm nay làm lố quá vậy? Dạ. Sao lố? Cho em là thái hoàng thái hậu không à? Em là thái giám nhu mì nhất cái cung này rồi đó. Trời ơi. Cái này là của bà hoàng thái hậu Diễm Hương. Thôi người ra người hát múa luôn đi. Bà hoàng thái hậu Diễm Hương. Bây giờ bà xuống chức rồi, bà chết rồi, bà để lại cho em nè. Đen. Trời ơi, muốn là em làm à? Em làm được hết á. Bưng ngay ra cho ta ngồi đi. Thôi đừng có ngồi cái này, đem lấy cái ghế cho ngồi dưới đây đi cho bằng dân nghe không? Chờ em chút xíu nghe không? Rối ren quá. Dạ đây. Trời ơi, sao ta ngồi cái ghế này? Ghế này của em bảo. Em này của em. Hoàng tử ngồi kế. Mọi người ngồi lên đi, ta ngồi lên lưng ngươi. Ngồi chút xíu. Trời ơi. Trời ơi. Nó nặng quá hoàng tử ơi. Rồi hoàng tử ngồi đi đi. Em ngồi kế bên. Ra đi. Ra xuống. Lại đây. Để chỗ chỗ này còn hát múa. Ngồi đây mới sáng. Ngồi trong đây xấu lắm. Cãi lời à? Trời, hoàng tử thích ngồi trong lùm không hả? Trời ơi. Ê, sao ta có cái thái giám rối ren thế này? Trời thích thương á. Giống vua với hoàng hậu á hả? Em thích ghê chứ hả? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Dạ thôi bây giờ coi hát nha. Ta không thích ăn thịt mỡ. Hoàng tử ơi, vợ hoàng tử cũng thịt mỡ không hả? Vợ ta em là còn có nạt đó. Chứ bà cám là mỡ xa không đó. Yên tâm đi, giới thiệu một cô gái đẹp lắm. Cái sắc đẹp hú hồn luôn. Được, ta chờ. Đây, hoàng tử đang yêu nàng tắm đúng không? Có một cô gái đẹp tuyệt trần không thua gì nàng tắm. Hoàng tử hãy nhìn xem cho đòi cô tắm. Con tắm đây, con tắm đây, con tắm đen thui. Thì con tắm đen thui. Con tắm đây, con tắm đen thui. Tại vì sao tắm đây đen thui? Tại vì sao tắm đây đen thui? Là cha cha cha. Trời ơi, sao hát xong rồi đột quỵ luôn vậy? Sao nằm luôn thế này hả? Cô ơi, cô ơi cô, nàng ơi nàng. Đỡ nàng dậy, đỡ nàng dậy. Trời ơi, cô gì đây? Nàng là ai? Trời ơi, một cái sắc đẹp hú hồn má ơi. Trời cái ơi, nàng quen quen. Ủa sao? Sao đang hát mà ngã xuống vậy? Sao vậy? Ngủ quên. Trời ơi, vô hát cho vua coi mà ngủ quên vậy bà nội? À, ta đã tới rồi à? Hát cho vua coi sao ngủ quên vậy? Hoàng tử đâu? Rộng hát hoàng tử đây nè. Vua đâu? Đây nè. Điệu múa này. Hoàng tử ơi, quay qua nhìn cái đi. Sao ta thấy nàng quen lắm? Đó. Hoàng tử. Đẹp hú hồn không? Có phải nàng là... Có nhìn ra Chiếp không? Chiếp đây. Tắm bì sườn chả đây. Đó. Cơm tắm đó. Trời ơi, giờ này con không nhìn nữa. Cô lạ lắm hả? Nó nè. Ta thấy nàng quen lắm mà. Quen, trời, nãy giờ hát hết bài nhạc nằm ngủ mà chưa nhận chưa ra. Chưa quen nữa. Hát bài nữa đi. Làm lại đi. Làm lại đi ha. Xin mời nhạc trỗi lên, bắt đầu làm lại. Con tắm đây, con tắm đen thui. Nhận chưa? Con tắm đây, con tắm đen thui. Trời ơi. Hoàng thượng nhận em ra chưa? Em là tấm nè. Hoàng thượng ơi, cái ca từ nó phong phú ghê không? Em đây. Nàng là tấm của ta phải không? Chính xác. Tấm em chết đó. Đi sống lại cho nên thay hình đổi dạng. Cô tắm đó. Cô em tắm cô luôn đi. Sao? Em là tấm mà. Sao xưa kia? Eo nàng nhỏ lắm mà. Sao giờ bự thế này? Cái nào bự? Bụng nàng bự. Ba dòng như một à. Trước sau hoàng như một. Hoàng tử nói cái nào? Làn da nõn nà trắng trẻo của nàng đâu? Sao đen xì thế này? Hoàng thượng thông cảm đi. Ăn chơi quá nó xuống màu đó. Thật thương quá. Sự tình thế nào? Sự tình? Nãy giờ hoàng mà thượng có phải hỏi... nàng là tấm của ta không? Thì nhìn đi.
Nhìn cái tướng đi phải không? Hoàng thượng ơi, đây đúng là cái cô gì? Tắm rồi. Không lẽ nào nhìn cái này là nó có thai với ta sao? Thai của hoàng thượng. Nhưng chúng ta chưa hợp cận. Không à, không hợp chúng cận. Chúng ta chưa hợp cận. Nói gì kỳ vậy? Lúc ở trong triều đình, cái này hoàng tử, hoàng tử có nhớ là hoàng tử có vuốt cái khung cưỡi không? Mỗi lần vuốt có hơi là thiếp có thai. Thiếp ngại lắm. Bà có thai được luôn hả? Có thai không tin thì thử DVD đi. Trời ơi, có thai mà thử DVD. Trời ơi. Trời ơi. Ha. Kia. Tắt. Dán ra. Nữa. Ba. Ba đừng có giết con. Đứng đây cho tôi đi. Chồng của ta. Dạ khởi bẩm hoàng thái hậu. Dạ bẩm hoàng thái hậu. Chào hoàng thượng. Chào hoàng thượng. Ủa tôi đâu phải hoàng thái hậu đâu. Tôi là hoàng thái giám. Thái giám hả? Dạ. Trời ơi, thái giám mà nó mặc đồ tưởng thái hậu không à? Mẹ, tôi nó ôm kìa. Dạ ra. Ta đi tìm nào khắp nơi tắm ơi. Đi ôm hoài. Bỏ kìa. Bước qua đây. Bước qua bên đây. Má, má mi đừng đánh con. Ê, chiều đình dùng con lại cái từ khác nghe. Má ơi, mày kêu má mì là tao giả mày à? Má ơi, đừng đánh con. Dạ hoàng thượng. Đừng giết con nữa, con chết nhiều quá. Con hết muốn làm gì nữa rồi. Đây tôi nói giùm cho. Nói đi. Dạ hoàng thượng ơi, tội nghiệp cô Tắm lắm. Cô Tắm là sát nhân 6 mạng người. Ủa, cô Tắm là bị sát nhân 6 lần, bị giết 6 lần là cô Tắm đó. Bậy không à? Bậy bạ không? Tấm kêu hoàng con giết con nào kể con đâu có giết má kể gì cuộc đâu đời làm của gì đi. Má buồn đâu má giết con chị tại sao chị giết em quan lắm hoàng thượng kể quan đi. Lắm hoàng thượng ơi kể sự tình quan như thế nào mày kể ra nghe coi trời ơi chết đi sống lại mấy lần mà không ai hiểu chỉ có thái giám hiểu thôi quan quá mà quan quá mà quan ức cho tâm quá mà Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng tình, Hoàng trai tái Hoàng. Hoàng ơi, Hoàng Hoàng, Hoàng ơi là Hoàng. Hoàng ơi là Hoàng, Hoàng tình quá. Hoàng, 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 Hoàng. Thôi nghe không? Mà ca sao muốn bắt bà ở tù luôn đó. Hồi nãy giờ nó hát, tụi ngay còn kêu ông không? Thì đó. Cứ Hoàng, 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 kêu ông không? Ông bà hát cái gì mà Hoàng, Hoàng không vậy? Mày đám gì Hoàng? Dạ. Tẩm. Sợ quá trời. Buông ra. Đây tiếp khai đi. Tiếp khai. Thay bảo vệ tiếp. Cái vương triều này còn có thứ tự trên dưới gì không? Dạ con. Nàng đưa hài của nàng lên đây cho ta xem. Côi hài nào? Côi hài là chết. Mặc cái hài mấy chật đó. Trời ơi, trời ơi. Giống hài ơi. Giống hài của quân lính quá vậy. Gì vậy? Đây không đó. Phải là tấm của ta. Trời ơi, nó phải. Rồi còn nhìn nãy giờ nhìn hài cái gì mà nhìn. Mà chân thì nhiều lông quá. Trời ơi. Trời ơi, tại gì? Sao nhiều lông vậy? Nói vua như... mà còn phát hiện ra chúng hồi với người phàm. Đây nè. Tại sao? Để cho thiếp kể. Thiếp đang quá thân thành con chim. Đang lừa dối ta. Không, không có lừa dối. Chết đi sống lại thành cái khung cưỡi cũng bị mẹ giết. Rồi thành con ca bông mú cũng bị chị cám kho tiêu ăn. Thành con chim ba ăn ba nhổ lông. Cũng may cuộc sốt cặp vợ. Bây giờ thần thiếp muốn hỏi giữa nàng ấy và thiếp bây giờ đức vua chọn ai? Hoàng thượng chọn đi. Hoàng thượng chọn ai? Hoàng thượng chọn ai? Hoàng thượng chọn hoàng thượng hay hoàng thượng chọn em đi. Trời ơi, ta yêu nàng ta. Hả? Nhưng danh chính ngôn thuận ta đã đưa nàng cám vào cung mà bây giờ sao? Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, ta muốn nghe rõ hơn sự tình. Mẹ nói đi. Để mẹ cho mẹ. Ừ. Đúng rồi. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu tính ra thì từ xưa tới giờ dân gian cứ nghĩ con của thần là ác, nó chỉ cưa cây cao có một lần thôi, nhưng mà con Tắm nó chết là nó được chôn đàng hoàng. Trong khi đó con này nó ác hơn thì không ai nhận ra. Nó giết con thần, nó làm mắm xong rồi nó đem lại, nó đưa cho thần ăn. Con. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Cuối cùng thì con nào ác hơn con nào? Hoàng tâu hoàng thượng. Hoàng mẹ thượng ơi, theo thần nghĩ, hai con nào cũng ác. Trời ơi, chắc bà hiền lắm à. Bà hiền lắm. Bởi vậy,
Hoàng thượng đừng lấy hai đứa nó, lấy em đi. Tôi biết ngay mà. Hoàng thượng, để suy nghĩ cho kỹ, đừng để vội vàng mà xử quan sai người ta đó hoàng thượng. Em hoàng thượng, em không có ác đâu hoàng thượng, quyết định đi hoàng thượng. Không mấy thôi lấy em đi. Em lấy ông hoài, ông cứ đòi hoài. Nãy tôi vợ vua mà phiên bản 3D mà. Người ta cho phép rồi, lấy em đi. Cho phép là ở chỗ khác. Ở đây chưa cho. Ôi chết cha. Để hoàng thượng quyết định, ông đang căng nó, căng lắm. Xưa nay trong dân gian, tất cả mọi người đều ngợi ca nàng Tấm hiền dịu là người bị hại. Chính em. Bây giờ nó có bằng chứng rõ ràng. Con em vậy mà nó nhận vô lưu được là nó giỏi dữ lắm rồi đó. Biết sao vô cái hũ được hay ghê. Nó mà nhận vô cái hũ được là nó giỏi. Nó vô được hũ. Ta yêu nàng. Dạ, cảm ơn hoàng thượng. Sao ta nhạy vậy? Chưa hợp cẩn mà nàng cũng đã có thai. Thai cũng có thai. Có thai đâu, nó bị mở chứ thai đâu mà thai. Mày không. Nếu mở mà là thai rồi mày không tập thể dục. Bây giờ mày để cái bụng mày chở bự trà bá lửa. Bây giờ rất có thể cả hai. Ra đây cho hoàng thượng xử nè. Cả hai đang mang trong lòng. Chốn hoài hà. Hoàng thượng đi đâu? Đi đâu mà vậy? Hoàng thượng, hoàng thượng đi vô. Hoàng thượng tục lâm ông xử mà cứ đi tới đi lui hoài vậy trong mặt quá hả? Sao? Sao? Con của tôi sao hoàng thượng? Ta cãi lời với dân gian với cổ tích à? Cái gì nữa? Giờ sao? Còn đi vô nữa à? Biết đi vô đi trước đi nè, đi trước. Đi trước đi. Lát ông cũng vô hả? Chưa. Chưa. Tất cả để ta xử. Nữa? Xử. Rồi quay vô. Chưa hả? Đầu quá hả? Các người có nghe ta nói hay không? Dạ. Nghe là vua nói mà không nghe chết sao? Bà chết rồi bà. Ta rối ren đường tình. Các nàng làm sao thì làm đi. Đó vô thì chưa. Ủa sao vậy vậy? Quan thưởng xử gì vậy? Nhưng không xử. Đang muốn nghe ngài nói. Xin mà đổi. Ngài nói các ngài muốn là các người muốn làm sao làm. Biết làm sao giờ? Không lẽ cho để cái cảnh nồi da sáo thịt nữa sao? Hoàng thượng không mấy hoàng thượng lấy hết bốn người luôn đi. Trời ơi. Con quỷ. Đâu ăn cái thấy bà bây giờ. Thôi thì bây giờ cái chuyện đã đành rành, trắng đen đã rõ rồi, hoàng thượng đã biết. Hai người nhận tội đi cho hoàng thượng khoan hồng, đúng không hoàng thượng? Quyết định cuối cùng của ta là gì nữa? Đi ra. Ta cho cả hai người. Hả? Mình đứng ra mình canh đi, thế nào cũng vô mà. Người giết người không ghê tay. Thế nào? Trời ơi. Thế nào? Thì có mày giết con tao làm mắm mà mày còn nói không giết. Mắm lên mua châu đốc về ăn một. Dâng lên gì ghẻ ăn rồi thấy cái đầu lâu cuối hú. Không có ăn không mà biết. Đó, thấy rõ ràng nhấn mạnh ở cái đầu lâu cuối hú kìa. Thấy không? Mày thấy chưa? Hoàng thượng, hoàng thượng nói lại cái câu đó có em nghe lần nữa đi hoàng vì thượng. Yêu cái đầu lâu sao? Nói cái đầu lâu ở đâu? Đầu lâu ở cuối hũ mắm. Cái đầu lâu cuối hũ mắm. Khó nghe quá à. Còn cá. Sao lại giết người ta vậy? Đó. Dạ em yêu chàng. Nếu người ta không phải là người sống đạo đức, không được ông Bụt cứu thì đâu có về đây với ta thời điểm này. Hay quá, biết ông Bụt luôn. Đúng rồi. Mặt các ngươi. Dạ. Tuy khó xử nhưng ta cũng phải có một quyết định cuối cùng. Xử đi hoàng thượng, bà này quan cũng giết người ta mà. Cho cả hai người về quê. Trời ơi hoàng thượng, làm thứ dân, giao cho quan ngự sử dạy dỗ và phục hồi nhân phẩm. Ủa còn cái đó nữa hả? Chỉ có trời em ơi, còn ở lại đây thôi. Mỗi tháng mẹ phải đi thăm hai con trong trường phục hồi nhân phẩm. Chỉ còn em lại đây thôi. Thôi có con này, bà đi về quê rồi. Bà nhí nhảnh quá à. Bà đi về quê rồi, tôi đừng ở đây có cãi nữa, để hoàng thượng quyết định. Còn hoàng thượng còn làm gì? À, đi đâu? Đi đâu? Lên núi. Trời ơi, hoàng thượng uổng quá, uổng quá, lên núi. Lên núi quá. Đẹp vậy? Trai quá mà lên núi đi. Vì trong chuyện này, dạ thưa hoàng thượng, thiếu nợ mới gọi là lên núi. Sai. Thiếu nợ mới gọi là không lên yêu núi. Nàng cám. Người nghe ta nói. Dạ, dạ ngài cũng nghe em nói. Thiếu nợ không bao giờ ta lấy người đâu. Ê, yên tâm, em cũng đâu có muốn lấy. Dạ. Mẹ. Thì mày để im, tao coi tao gỡ được lúc nào tao gỡ mày. Đường quá mà. Nè. À, thấy không, thấy không? Trời ơi. Dài lắm. Dài, dài lắm. Dài. Nè, hàng dài. Đừng có nhìn. Nhìn hắn hết ăn xí quá. Ta bối rối, ta bối rối. Nhắm mắt lại đi. Tuyên bố nhắm mắt lại. Ta sẽ lên núi tầm sư học đạo trong 2 năm để chuộc lỗi của mình.
Vì không yêu nàng Cám đã đưa nàng vào cung. Dạ. Hai người nhớ phục hồi nhân phẩm cho tốt, nghe chưa? Phục rồi. Ta đi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Đừng hoàng đi uổng lắm cái chân mẹ của. Ngài già không có hoàng thượng. Ai coi hoàng yên thượng? Yên tâm, yên tâm. Ta sẽ quay trở lại trong thời gian em ngắn. Em mà lên ngôi là loạn nước đó hoàng thượng. Cái dung nhan này, cái vẻ đẹp này vẫn giữ nguyên không? Ta sẽ quay trở lại, sẽ đưa tất cả mọi người cho thấy sự lợi hại của ta. Mời đại gia đình vào cung để cùng đoàn tụ. Ông bà. Cái gì vậy? Đoàn tụ sum họp gia đình. Gia đình, đoàn tụ gia đình. Ta giết ta không biết ta còn có quyền thế gì ở cái gia đình này. Vậy có quyền. Vậy là 2 năm hoàng thượng nhưng quay mà hoàng lại. Thượng, hoàng thượng đi bao nhiêu năm? Nếu hoàng thượng đi 2 năm, làm sao? Làm sao em còn cái nhan sắc này còn không mà để vô cung? Má ngồi nhà quê quá phải không? Trời ơi, má ngồi nhà quê mẹ quá. Này của 2 năm không biết bà còn điện nước gì để dùng hay không. Hoàng thượng đi đâu xuống dưới chi giết là đồ giả. Ta mời mọi người đến đây chào quý vị khán